Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày giá rét của tháng Giêng âm lịch đã qua đi, các tỉnh miền Bắc nước ta đang bước vào tiết xuân phân, thời tiết ấm áp hơn. Tuy nhiên, độ ẩm không khí cao kèm theo có mưa nhỏ và mưa phùn. Dự báo trong đêm nay, ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vẫn phổ biến tình trạng nhiều mây, độ ẩm không khí cao và có sương mù, mưa nhỏ tiếp tục duy trì vào đêm và sáng, nên nhiệt độ ít biến đổi với thấp nhất khoảng từ 19 đến 22 độ, trời se lạnh, có nơi rất nhẹ. Riêng những nơi có địa hình núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Tam Đảo, nhiệt độ còn dưới 15 độ. Đến trưa chiều ngày mai, trời còn nhiều mây nhưng đôi lúc sẽ có những khoảng giảm mây và hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ, một số nơi là 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, do không chịu tác động của đới gió đông nam ẩm nên trời ít mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng và nhiệt độ cao hơn phần phía đông, với nhiệt độ trưa chiều sẽ vào khoảng từ 27 đến 30 độ, một vài nơi có thể vượt ngưỡng 30 độ. Khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước, với thời tiết chủ đạo là nắng nhiều. Cao nhất trưa chiều mai sẽ dao động từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc các tỉnh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, nhiệt độ đạt ngưỡng là 35 độ, tiết trời nắng nóng. Đến chiều tối mai, mưa rào trái mùa có thể lặp lại ở một số nơi ở vùng ven biển, nhưng chỉ trong thời đoạn ngắn. Còn tại vùng cao Tây Nguyên, đêm nay và sáng ngày mai trời se lạnh, có nơi rét nhẹ với mức nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Ngày mai trời có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 29 đến 32 độ. Và đến cuối ngày có thể xuất hiện những cơn mưa trái mùa cục bộ, tập trung ở phần phía nam như là Đắk Nông hay là Lâm Đồng. Trên hầu khắp Biển Đông, gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên không gây biển động. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng. Riêng phía Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm, và trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo.